cái này thì răng của em là bị từ bé, thì bạn bè và mọi người đã nhìn em từ lúc mà em còn bé thì mọi người đã quen với điều đấy rồi. Nhưng mà họ thì không nói, họ ví dụ như gặp người lạ thì họ sẽ không nói gì đâu, nhưng mà tự em sẽ cảm thấy rất là tự ti. Giống như kiểu là em nhìn người khác ấy, mình thì bình thường, nhưng mà răng của người khác bị làm sao ấy thì mình sẽ chỉ để ý đến bộ răng của họ, và mình không chê nhưng mà mình nghĩ trong đầu là răng này xấu thế hay giống như thế. Thì em cũng cảm thấy em đang bị như thế. Thì thật ra thì tự bản thân em cảm thấy tự ti rất là nhiều, mặc dù là người bên ngoài người ta không nói hoặc là người ta không trêu ghẹo gì cả. Mỗi lần soi gương là em đều tự cảm thấy em rất là xấu. Em phải quyết tâm chỉnh sửa cái nụ cười của mình để được đẹp với mọi người. Khi mà em trưởng thành, em học cấp 2 hoặc là cấp 3 ấy, thì mọi người vẫn nói chuyện với em rất là bình thường. Hoặc có thể là em không cười, em không cười to quá, mà em cười em sẽ che tay lại, che miệng lại, và em chỉ cười mỉm thôi. Còn nói chuyện thì em chỉ nói kiểu nhẹ nhàng để không ai nhìn thấy hàm răng của mình ấy. Có một số người họ giao tiếp ít với em ấy, thì họ sẽ không để ý đến. Còn ví dụ như là người ta giao tiếp nhiều, em nghĩ là người ta nhìn người ta sẽ thấy quen. Hoặc là người ta có chê hay như nào ấy thì người ta cũng sẽ không nói thẳng với mặt mình. Nhưng lúc như thế thì em càng tự ti hơn. Sao răng em giống như kiểu là răng chuột ấy? Bởi vì lúc đấy nó chìa một cái răng cửa ra ngoài ạ. Em cay lắm. Em bị chê thế, em bị crush chê thẳng mặt như thế, em rất là cay luôn. Đến lúc mà em tìm hiểu được cái nha khoa này, cái em không đắn đo gì nữa, em đi liền luôn. Em tên là Vũ Ngọc Bích, năm nay em 21 tuổi. Em đang làm ở trong Samsung Thái Nguyên. Trước đây thì răng của em bị hô, răng mọc thiếu và vô một cái răng cửa thành mỏ nhọn luôn. Thật ra thì em ấp ủ cái ước mơ được niềng răng từ hồi em học cấp 2, nhưng mà lúc đấy là chưa có đủ điều kiện, với cả ở quê em thì cái nha khoa nó chưa phát triển. Thế là sau khi em lên công ty em làm thì tìm hiểu được nha khoa Thùy Anh uy tín và được nhiều bạn bè giới thiệu, thì lúc đấy mình cũng có điều kiện rồi thì lập tức em đi niềng luôn, không phân vân nữa. Bạn bè của em niềng răng ở đây rất là nhiều. Điển hình là một chị ở cùng phòng trong ký túc xá của em, chị niềng trước em được 6 tháng thì chị cho em xem cái mô hình răng cũ của chị với cả cái răng hiện tại của chị lúc đang niềng. Răng của chị rất là xấu, xấu hơn răng em nhiều luôn, khấp khảnh. Nhưng mà đến lúc mà chị niềng được 6 tháng, răng chị đều như là bắp luôn ấy. Thế cho nên là em mới hỏi chị địa chỉ và thông tin, thì em được biết là nha khoa Thùy Anh cũng ngay gần chỗ công ty của em làm, cũng cơ sở vật chất rất là uy tín, chất lượng, nói chung là rất là tin tưởng. Thế là em không đắn đo nữa, em quyết định niềng răng ở đây luôn. Dạ có, răng xấu như thế thì em tự ti trong giao tiếp, em nói chuyện em không thể cười được. Hoặc là ví dụ mà ai mà cố tình để cho em cười, em nói là không thể cười tươi được, lúc nào cũng phải che miệng lại hoặc là chỉ cười tủm tỉm tỉm. Đến lúc chưa niềng răng thì em đã tự ti rồi. Trong thời gian niềng thì chỉ mất khoảng 1 đến 2 tháng đầu là hơi khó chịu, hơi đau thôi. Còn những cái khoảng thời gian trong khoảng 2 năm còn lại em thấy bình thường, không đau, không nhức và rất thoải mái. Lúc đầu thì bố mẹ cũng chưa tìm hiểu kỹ thì bố mẹ có phản đối, bảo là sao lại mất nhiều tiền thế, răng bố mẹ sinh ra như nào thì cứ để như thế, tại sao lại phải sửa làm cái gì. Nhưng mà được một thời gian sau khi răng của em có sự biến đổi, nó đều xuống, sau đấy là nhìn khuôn mặt nó khác hẳn luôn, thì bố mẹ và người thân lại ủng hộ rất là nhiệt tình. Lúc đấy mọi người mới nhìn ra chỉ cần sửa một cái răng thôi là đã thay đổi con người mình rất là nhiều. Thế em rất được mọi người ủng hộ. Và trong thời gian niềng thì đã có rất nhiều bạn bè của em hỏi thăm địa chỉ, và em cũng đã giới thiệu cho được một số chị làm cùng công ty ra đây niềng cùng em. Thật ra thì mọi người vẫn có trêu đùa là ví dụ như là răng sắt hay là răng sún, nhưng mà em
không sao cả. Bởi vì đẹp là được. Mọi người vẫn hay trêu là đeo răng sắt thế này đi ra ngoài đường cẩn thận không bị sét đánh. Nhưng mà em thấy điều đấy rất là bình thường. Bởi vì chỉ cần đẹp là được. Trong khi niềng răng khó khăn nhất là khoản ăn uống. Thì khi mà chưa quen ấy ạ, thức ăn nó sẽ mắc hết vào mắc cài, rồi là không nhai được, nó rất là vướng. Mỗi lần ăn xong là phải vệ sinh răng rất là lâu, bởi vì thức ăn nó bám hết ở xung quanh ấy. Nếu mà mình mà không vệ sinh kỹ thì có thể sẽ bị sâu răng hoặc là hôn miệng nữa. Cho nên là cái khoản này em phải chăm chút rất là kỹ. Em chỉ sợ từ 3-4 năm trở lên, chứ 2 năm đổ về là bình thường, hợp lý ạ. Thật ra thì trước khi chỉnh nha em cũng đã tìm hiểu các loại giá niềng răng ở các nha khoa khác. Theo em thì so với cái bộ hàm của em trước kia mà đổi lấy cái giá đấy, em thấy hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng không phải là cao quá mà cũng không phải là rẻ, nó rất là hợp lý, hợp với hoàn cảnh của em, hợp với điều kiện của em luôn. Với cả đổi được cái bộ răng đẹp như ngày hôm nay, em hoàn toàn xứng đáng luôn. Em rất là mong luôn đấy ạ. Em đếm từng ngày để đi tháo niềng luôn. Sau khi tháo niềng thì em cảm thấy nó thay đổi cuộc sống sinh hoạt của em đến tầm 90%. Thứ nhất là ăn uống, em ăn rất là thoải mái, không lo bị mắc này, không lo phải sau khi ăn phải vệ sinh từng ly từng tí một này. Rồi là khi giao tiếp với mọi người tự tin hẳn luôn, không phải ngại là răng đen hay là nói chuyện khó nghe hay như nào. Em nói chuyện với mọi người rất là tự tin, thậm chí là người ta chưa nói gì em đã cười trước để khoe. Thì sau khi tháo niềng xong thì mọi người cũng khen răng đẹp, răng xinh, thì như thế mình cũng thích, mình tự tin trong cuộc sống hơn. Về tháo niềng, khi mà em tháo niềng em về một cái mọi người ồ lên. Tại sao trước, sao mà mọi người so sánh răng trước kia rất là xấu. Sao không nghĩ được là sau thời gian 2 năm mà có thể thay đổi được cái hàm răng của em đẹp như thế này. Tất cả mọi người đều ủng hộ em niềng răng. Và sau khi em niềng răng thì ai cũng khen, không có ai chê cả. Và em nghĩ điều này là sau 2 năm kiên trì của em thì điều này rất là xứng đáng với em. Trường hợp của em là em mọc thiếu răng, cho nên em không bị nhổ răng. Em cũng không bị mắc, em cũng không bị bắt vít. Đầu tiên thì em đến tư vấn và sau đó bác sĩ sẽ lấy mẫu răng của em luôn trong ngày hôm đấy. Tiếp theo thì một thời gian sau em sẽ đến để gắn mắc cài. Trong thời gian đấy thì bác sĩ sẽ theo dõi răng của em từng ly từng tí một. Em cảm thấy đau nhất và khó khăn nhất đó là thời gian nong hàm của em. Hàm của em bị hẹp cho nên là em phải nong cả hai hàm. Và đấy là khoảng thời gian đau nhất của em. Đã có lúc mà em khóc lên khóc xuống với bác sĩ. Em bảo bác sĩ là hay là tháo ra cho em đi, em không thể chịu được nữa. Nhưng mà em được các chị y tá với bác sĩ ở đây trấn an rất là nhiều và động viên em. Thì sau khoảng 1-2 tuần em làm quen dần với cái mắc cài, với cái nong hàm đấy thì em lại cảm thấy rất là bình thường. Sau đấy thì trong khoảng thời gian đấy thì em cũng chỉ đến theo dõi cái mức độ chạy của răng và thay dây cung thôi ạ. Thì đến khi tháo được nong hàm ra em còn cảm thấy không quen. Bởi vì nó đang ở trong miệng mình quen rồi. Sau đấy thì những lần đến chỉnh nha thì hầu như là chủ yếu là đeo chuông và kiểm tra độ chạy của răng và thay dây cung. Nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi ạ. Đương nhiên là có rồi. Nếu như mà em có điều kiện từ sớm này và cái dịch vụ niềng răng này nó phát triển sớm hơn thì em sẽ làm ngay từ lúc đấy chứ không phải đợi đến bây giờ nữa. Niềng răng là cái ước mơ của em từ bé. Từ lúc mà em ý thức được là răng mình xấu, nó vâu với cả nó không đẹp bằng mọi người, thì lúc đấy em đã chỉ muốn niềng răng nhanh và chỉ muốn lớn thật nhanh để mình có điều kiện để mình đi niềng. Em muốn chia sẻ tới những bạn mà đang có ý định niềng răng nhưng mà lại sợ đau này, sợ nhiều cái, thì em khuyên thật với mọi người là tốt nhất là mình nên đi niềng càng sớm càng tốt. Bởi vì là chẳng có ai sinh ra muốn đẹp mà được
trôi chảy cả. Cái gì cũng phải có quá trình. Càng phức tạp, càng đau thì sau này mình sẽ có được thành công càng lớn. Trong ngôn của em là đẹp là được, đau mấy cũng chịu được. Nếu mà đau thì chỉ cần nghĩ đến cái thành quả của mình sẽ đẹp thì mình sẽ có động lực để vượt qua được. Cho nên là các bạn mà đang phân vân ý, em khuyên một điều là mình nên thẳng tay làm luôn. Chứ nếu mà càng phân vân thì cái động lực của mình nó càng giảm đi. Sau khi niềng răng xong thì em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bác sĩ và ekip trong nha khoa Thủy Anh, và đặc biệt là bác sĩ Thủy Anh đã tạo cho em một cái hàm răng hoàn chỉnh như này. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã động viên em và giúp đỡ em để em có được thành quả như ngày hôm nay. Thật ra thì em rất là ấn tượng với các bác sĩ ở đây, bởi vì bác sĩ rất là tâm lý và làm việc thì nhẹ nhàng. Nếu ví dụ như em có kêu đau hay như nào đấy, bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình và động viên em. Em nói chung là một câu lời em không thể nói hết được. Em rất là cảm ơn bác sĩ và ekip ở trong nha khoa Thùy Anh.